Ngày hôm qua ở chùa Hoằng Pháp á, thì có một cô đó, cô đến cô nói: thầy, con là người bị bệnh trầm cảm nặng lắm, mà suốt 5 năm nay con nghe pháp thầy và con nhẹ dần mà đến bây giờ con hết bệnh hẳn. Hôm nay con rất là vui, con đến đây để con thăm thầy và con nói cho thầy biết là con là người nghe những bài pháp của thầy mà chuyển hóa. Cô đó đâu cho quả gì, nhưng mà một câu nói của cô thôi làm cho Pháp Hòa vui. Tại vì mình nghĩ rằng những gì mình nói mà có thể giúp được cho người khác thì mình làm tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái tâm nguyện của mình. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta sống hết sức tất cả những gì chúng ta có thể làm. Để làm gì? Vì tình thương thôi. Mình không thương mình đâu có làm. Phật không thương chúng sanh, Phật đâu có hy sinh. Vợ không thương chồng, vợ đâu có hy sinh lo tất cả. Chồng không thương vợ, chồng đâu làm việc đó. Mẹ không thương mình, mẹ đâu làm việc đó. Nhưng mà đa số chúng ta sống nhận, nhận ơn mà không nhớ ơn. Có không? Có đôi khi người ta làm một cái điều gì đó cho mình, nhưng mình xây lại mình: ai biểu vậy? Trời ơi, tự ái dễ sợ. Mình thấy không? Đôi khi mình nói một câu nói, một câu thôi, ai biểu vậy? Nhưng mà nó phủi hết tất cả, nó làm đau hơn mà người ta có thể làm một ngày trời, người ta có thể làm một tháng trời cho mình. Tự nhiên mình nói một câu ngắn ngủn vậy, ai biểu? Coi như là một tháng trời nó trôi sông trôi biển. Cho nên cái chữ hồng á, không phải đợi ai làm cái gì lớn lao cho mình mới kêu hồng ân, mà tất cả dù một ly nước trong lúc mình khát, nếu không có ly nước đó là mình chết ngất rồi. Cho nên ly nước cứu mình trong lúc khát là hồng ân. Một miếng bánh giúp mình trong lúc đói là hồng ân. Một bàn tay đỡ mình trong lúc té là hồng ân. Một cái áo choàng lên người mình khi mình lạnh là hồng ân. Cho nên hồng là lớn. Nhưng mà cái lớn ở đây nó không chỉ có cái nghĩa là ở cái lượng, mà nó lớn ở cái tâm. Có nhiều khi con đi chơi về khuya, mẹ ngồi chờ, thay vì mình nói: trời mẹ, sao mẹ không đi ngủ đi, ai biểu mẹ thức? Con lớn rồi, con tự lo được, ai biểu mẹ thức? Thì một câu nói cái tự nhiên bà già xìu: thì thôi tôi đi ngủ. Thật sự trong cuộc sống của chúng ta, cái quán chiếu của chúng ta ở chỗ là chúng ta biết nhận được những cái ơn trong đời. Quý vị biết là trước khi mình đến đây, cái khu vực này được làm ráo riết, làm ráo riết để mà cho đủ, cho kịp cái ngày để đi vào cái sinh hoạt của ngày hôm nay. Người đóng, người cưa. Pháp Hòa chỉ nghe kể mà mình cũng chẳng cần phải nghe kể nữa. Mình chỉ cần nhìn vào những công trình là mình hiểu được bao nhiêu công sức tốn kém và công sức trong này. Ông hàng xóm phía sau này, ông rất là khó chịu. Có những ngày đóng cưa mà mạnh lớn quá, ông đứng lên, ông biểu: ngưng. Sư cô trụ trì phải đi qua năn nỉ ông. Nhưng mà ông cũng dễ thương. Sau khi đó ông mới nói là: tôi xin lỗi, tại vì tôi nhức đầu quá, cho nên tôi không kềm chế được cái cơn bực bội của tôi. Tôi đã đứng lên, tôi phát lên cái lời nói mà lẽ ra tôi không nên nói. Thật ra ông cũng không phải là người xấu, nhưng mà cái tốt của ông là ông nhận ra cái lỗi mình. Mình đâu có nói người ta vậy được. Thậm chí quý vị thấy người hàng xóm thôi, họ bực bội mình mà họ lỡ nói một câu nặng với mình, mà họ cũng nói gì nữa, họ nói ngưng, vậy mà họ còn biết xin lỗi. Còn mình sống với nhau mấy chục năm, nói bao nhiêu lời nặng nề mà mình không hề có một lời xin lỗi. Rồi mình đợi tới lúc nào mình mới xin lỗi? Đợi lúc đó người đó nằm ngay đơ không trả lời mình nữa, cái mình lại xin lỗi. Tại vì chi biết không? Tại vì người lúc đó người đó không còn trả lời nó. Lúc đó mình yên tâm, mình nói mình không mắc cỡ.
Tại giờ mình cũng còn ngại lắm. Đôi khi mình nghĩ là mình nói vậy cải lương quá, nhưng mà không có sao. Nếu mà nghĩ cho cùng, cuộc đời này là mình sống như một mình, mỗi người như ở trong một tuần hát chứ gì đâu. Lúc mình đóng vai này, lúc mình đóng vai kia, hạ màn xuống rồi mới biết mình là ai. Cho chân như của mình. Cho nên á, cái ơn là gì? Đại chúng nhớ, chữ ơn được định nghĩa là khi ai đó vì thương mà làm cho mình, gọi là ơn. Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó cho ai chưa? Có chứ sao không. Nếu mình không thương mình đâu làm, phải không? Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng cũng vậy. Trời, nhiều khi sáng đã thấy người ở dưới bếp rồi, người ta không thương mình, ta đâu làm điều đó. Ngày hôm qua đi giảng về, về tới đây là 9 giờ mấy, thấy mấy Phật tử còn dưới bếp, rồi lo nấu nướng để cho chúng ta có một bữa trưa hôm nay. Thế thì nếu mà nói, nếu mà theo cái định nghĩa chữ ơn đó, thì chúng ta thấy trong cuộc sống này có giây phút nào chúng ta sống mà không nhận ơn không? Không. Lúc nào cũng nhận ơn hết. Chữ nhận tiếng Hán gọi là thọ ơn. Nếu mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn. Mà mình thọ ơn thì mình phải tri ơn. Rồi tri ơn thì phải làm gì? Báo ơn. Còn nói theo tiếng Việt là gì? Nhận ơn, biết ơn và trả ơn. Đó là mình nói theo tiếng Việt. Còn nói theo tiếng Hán là thọ ơn, tri ơn, báo ơn. Ơn cũng được, ân cũng được. Nhưng mà chữ ân định nghĩa là khi chúng ta thương mà chúng ta làm. Khi mà hồi tối cũng vậy, sắp đi ngủ rồi, thì có một cô đâu ở ngang chùa cầm một chai sữa đậu nành còn nóng hổi qua. Thầy ơi thầy, con gái con mới nấu xong sữa đậu nành, không có đường nha, thầy nhớ uống. Chỉ một câu nói đó thôi mà mình bổ dưỡng còn hơn sữa đậu nành nữa. Tại vì sao? Vì mình hiểu được cái đó từ tình thương mà ra. Mà mình sống mà mình nhận được tất cả những cái thương yêu như vậy đó, nó làm cho mình có năng lượng của mình, cái tinh thần của mình thêm sức sống. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta đã có một người bạn đời trong cuộc đời mình, hay nói chung là những người thương xung quanh mình đó, người ta cần sức sống, không phải là cơm áo gạo tiền đâu, mà sức sống của họ chính là tinh thần, là ý chí. Mà ai làm được điều đó? Chỉ có mình thôi. Mình mới cho được cái điều đó mà không cần tốn tiền. Mà khổ nói, cái không tốn tiền không cho. Ví dụ như mình mua cho người ta nhiều áo đẹp, nhưng mà mình mắng xả người ta, mình hành hạ người ta, mình áp đảo người ta bằng tinh thần, cái đó người ta khổ lắm. Nhiều khi mặc cái áo lông nó nhẹ hửng mà nó nặng như mấy ngàn cân. Thật sự tâm trạng nó sống như ở địa ngục chứ gì nữa. Cho nên trong kinh địa ngục, trong kinh Địa Tạng có diễn tả những cái tên của địa ngục á. Quý vị nhớ phẩm thứ 5 á, có những địa ngục tên là Giáp Sơn. Trời ơi, giống như là mình ở trong một cái núi nặng. Có những địa ngục tên là Phi Đao. Phi Đao là gì? Phóng dao. Lời nói người đó ra như mỗi cây dao nó phóng tới mình vậy đó. Có nhiều khi mình né muốn chết mà cũng trúng. Né là gì? Mình không dám gặp. Mình không dám gặp, tại gặp là mình trúng dao. Mà né đâu có được, tại thủy chung họ là người mình phải gặp. Cho nên rồi họ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà sống về trong tâm trạng khổ đau lắm. Thậm chí mình khó dễ thế này, khó dễ thế kia. Họ nói chuyện với mình mà họ phải cân nhắc từng chữ từng câu. Vì thế nào rồi cũng trúng chưởng của mình. Thấy không? Chưởng là mình đưa cái tay, cái bàn tay là chưởng. Cho nên tiếng trong phim Tàu nó nói ăn chưởng. Ăn chưởng là mình lấy một tay mình dện vô người của họ kêu là chưởng. Thí dụ như mình chắp tay kêu là hiệp chưởng. Chắp tay vậy gọi là hiệp chưởng. Cái mão mà quý hòa thượng đội, mà những cái đại lễ lớn quý vị thấy đội cao 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 đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Tại vì cái mão đó có cái hình dáng như bàn tay chắp lại vậy đó. Cái mão đó là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đặt cái mão đó đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Mà ngày xưa các vị
Làm cái mão đó để làm gì? Để cúng dường cho quốc sư. Những vị quốc sư trong triều đình đội cái mão đó lên. Và những cái đại lễ lớn, quý hòa thượng đội lên để làm gì? Để trang nghiêm cái buổi lễ đó. Chứ không phải như bây giờ mà đội tùm lum la. Mình không, cái mão đó không có đội, gọi là lúc nào muốn đội là đội. Đội vào những cái dịp long trọng để trang nghiêm cái đại lễ đó. Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng, như cái bàn tay chấp. Và khi mà chúng ta đem hai tay chúng ta chấp là gọi là hiệp trưởng. Có khi còn gọi là hiệp thập, vì 10 ngón tay mình thì gọi là thập. Trong kêu là thập chỉ, thập chỉ là 10 ngón tay. 10 ngón tay mà hiệp lại gọi là hiệp thập. Còn một ngón kêu là chỉ. Cái này kêu chỉ là không đúng. Chỉ này chỉ của Việt Nam. Còn chỉ tiếng Hán là ngón tay nào cũng là chỉ. Có người ta có một cái bộ môn đó, kêu là thập chỉ, tức là vuốt mấy ngón tay, hay là người ta tập mấy ngón tay này để cho máu huyết nó lưu thông. Không? Thì có những cái bộ môn người ta tập thể dục làm cho mỗi ngón tay của mình máu huyết lưu thông, gọi là thập chỉ. Thì ở đây khi mà chúng ta tri ân, thì chúng ta phải thấy rằng không phải chỉ có những người nào cho chúng ta những cái gì to tát mới gọi là ơn, mà dù một cái rất nhỏ. Như là nãy giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị biết là vì muốn cho cái những ngày sinh hoạt ở đây được tốt, hàng xóm không có phàn nàn, cô trụ trì phải đi với Phật tử làm chả giò từng phần vậy nè, hối lộ. Mà nó hối lộ là nó nghe chơi thôi. Nhưng mà ở đời mà mình có thù mới có tạc, ta kêu là thù tạc. Quý vị có thường nghe chữ thù tạc không? À, thí dụ bây giờ một người khách đến với mình, rồi mình người chủ á, mình rót nước mình mời là thù, là tạc. Rồi người đó rót nước lại mời mình là thù. Tạc thù. Mình mời người ta là tạc, người ta mời lại mình là thù. Thì bây giờ chữ thù ân là gì? Là báo ân. Chữ thù ân cũng nghĩa là báo ân. Cho nên trong chùa có một cái truyền thống lại báo ân. Nhớ ơn á, lại. Làm chả giò đi vòng vòng, báo cho họ biết là mình sẽ có một cái big event. Cho nên là đậu xe xin thông cảm, làm ồn xin thông cảm. Trời ơi, mới sáng này 7 giờ rưỡi Pháp Hòa nghe ngoài này mở lo ôm sùm, ở trong đó Hòa hồi hộp. Pháp Hòa nói mới có cuối tuần, tuy người ta cho mình sinh hoạt nhưng mà đợi trễ trễ rồi họ mở lo. Tại vì thử lo mà mới 7 rưỡi thử rồi. Cho nên mình không biết là sao này nó đi tới đâu nữa. Cho nên á, trước hết là mình nhận ra ơn tất cả những người thân thương của mình xung quanh. Mà khi chúng ta nhận ra như vậy rồi chúng ta sẽ sống. Có nhiều khi mình nói tôi vậy đó, tôi vậy, nhưng mà mấy chục năm vậy không ai hạnh phúc hết. Đâu tôi khác hơn vậy có nó ra làm sao? Nếu mà mình thấy mình thương được người đó thì mình khác hơn vậy có nó ra làm sao? Tôi vậy đó mà mấy chục năm rồi mà cuộc sống nó cũng vậy, ai cũng khổ đau giống vậy, thì tại sao mình không đừng như vậy coi cái cuộc sống này nó khác khác hơn không? Cũng giống như mình bệnh, mình uống thuốc này không hết thì mình lại tìm thuốc khác mình uống vì mình muốn hết bệnh. Thế thì tại sao chúng ta không hết được những cái tật của mình mà mình không giảm đi, uống thuốc mà không giảm mà như tăng à, hoặc là bớt đi, giảm đi thì người khác cũng bớt khổ, bớt buồn. Cho nên cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta phải tìm người để chúng ta sống chung? Nếu mình muốn đừng ai phiền mình thì mình cứ sống một mình. Nhưng mà nếu mình đã tìm một người sống chung với mình thì nghĩa là mình đang mong mỏi một người nào đó làm cho mình vui, mình hạnh phúc. Nhưng mà người đó làm cho mình bao nhiêu mình cũng không thấy hạnh phúc, không thấy vui, mà mình còn đáp lại cái kiểu không dễ thương nữa, thì mình phải quán chiếu lại cái cách sống đó của mình.
Mình có hạnh phúc không? Người đó có đang hạnh phúc không? Mình có đang tri ơn, mình có đang báo ơn không? Hay là mình đang vong ơn, nghĩa là mình quên tất cả những cái ơn mà người đó đã làm cho mình. Mà nếu như mà mình quên đi cái đó, mà mình sống mình làm khổ người đó bằng lời nói, bằng hành động, bằng cách sống của mình, thì mình đang là cái người làm khổ mà có cái lỗi trong đó. Ở trong chùa, một tháng chúng ta lại báo ơn 2 lần. Bây giờ quý vị nói là ngoài đời đó, mỗi năm đó, mình cúng ông Táo ngày nào? 23. Tại sao mình phải cúng ông Táo? Tại vì mình ý mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông Táo. Trong suốt một năm qua, ông Táo đã là cái người giữ ấm cho gia đình. Bởi vì ông Táo là cái lò. Mà nếu mà cái nhà nào mà không còn nấu ăn á, là nghĩa nhà đó bắt đầu giảm dần sự hạnh phúc. Nhà nào mà lửa bếp còn đang thổi thì nhà đó hạnh phúc đang còn. Tại sao? Còn nấu ăn nghĩa là gia đình đó còn ăn cơm chung. Mà nếu mà gia đình đó không còn ăn cơm chung, mạnh ai nấy ăn, thì bếp đó không có mở. Cho nên mình thường hay á, mình hay nói là sao? Quý vị thấy những cái cảnh mà ở Việt Nam người ta diễn tả cái cảnh hạnh phúc của một gia đình là gì? Khói lam chiều. Nhìn nhà nào mà có khói bốc lên buổi chiều là biết nhà đó đang đầm ấm sum vầy ăn một bữa cơm với nhau. Cho nên cái gia đình của người Việt Nam, cái hình ảnh cái bếp nó rất đẹp. Tại vì vợ nấu, chồng rửa chén, con phụ sắt gọt, dọn chén. Mà nhà nào buổi chiều còn hạnh phúc như vậy thì sự đầm ấm, sự hiểu nhau, sự cảm thông. Chứ con đi học về, con lên lầu chơi game, chồng nằm sofa coi tivi, vợ vừa rửa chén nghe ông thầy pháp hòa. Thành thử ông thầy pháp hòa vô nhà chứ không phải người khác. Nếu cần thiết tắt các thầy đi để cho mình được nghe tiếng vợ, mình được nghe. Tại vì sao mà bài xã mình phải nghe băng giảng? Tại vì không ai nói chuyện với bà hết. Bà vừa rửa chén mà bà vừa nấu ăn mà bà vừa làm đủ thứ, bắt đầu bà hơi nổi. Rồi bà phải mở băng giảng mấy thầy lên để làm chi? Để khua bà đau, để bà nấu hết bữa cơm. Cho nên mấy thầy đóng vai thuốc trị bệnh lúc đó đó, chứ bà không nghe gì đâu. Bà nghe ông lải nhải rồi, nếu mà có chỗ nào cười cười bà ha ha bà cười vậy chứ. Cho bà nấu trọn bữa cơm thôi. Chứ còn nếu như á, mà mình đi tất cả mọi người đi xuống bếp. Cho nên cái bài hát Khói lam chiều, một nhà mà mình còn vui sum họp với nhau thì gia đình nó hạnh phúc. Cho nên á, giữ lửa cái bếp trong nhà nó quan trọng. Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo không phải là một sự mê tín. Nếu mình hiểu được ý nghĩa, mình hiểu được cái ý nghĩa thì mình cúng mà không hề mê tín. Dù mình cúng ông Táo, ông Thần Tài, ông Thiên, ông gì đó, mình cúng mà mình biết được ý nghĩa cúng đó là gì. Đó là một sự bày tỏ biết ơn của mình. Cúng là nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn nói lên một cái niệm tri ơn. Tri ơn ông Táo vẫn còn nổi lửa lên ở nhà con mỗi ngày, để tượng trưng là gia đình con đang đầm ấm, đang hạnh phúc. Cúng ông bà nghĩa là gì? Là tri ơn ông bà. Ông bà nội, ông bà ngoại, xin cha mẹ. Hay là cúng ba má chồng, cảm ơn ba má chồng, người đã sinh ra người chồng để cho con cưới làm chồng. Rồi cúng ba má vợ, cảm ơn ba má vợ đã sinh ra một người để con cưới làm vợ. Rồi mình con cái nó cúng cha mẹ. Vì vậy thì cái chữ cúng ai ngồi đó ăn đâu. Mà nếu mà thật sự mà đưa đũa ra mà ăn là mình chẳng dám ngồi đó. Mình coi ông bà ăn món gì. Nhà ông bà không ăn món gì hết, nhìn còn nguyên, lát mình mới tới phiên mình á. Nhưng mà cái chữ cúng đó để làm gì? Chữ cúng là cung dưỡng. Chữ cúng dường á, quý vị mang chùa đồ lên với chùa, quý vị nói cúng dường, thì chữ cúng dường đó nói trại từ chữ cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi. Vậy thì mình bày một cái bữa dỗ đó là mình cung cấp dưỡng nuôi tinh thần, văn hóa, đạo đức, cội nguồn cho mình,
cho gia đình mình, mà đặc biệt là con cháu của mình. Cái cúng đó không hề mê tín. Người không hiểu mà mình cũng chẳng hiểu thì bị người ta chỉ trích mê tín, thì mình mới phải nhận à mình mê tín. Chứ còn mình cúng mà mình hiểu, không ai nói được. Người ta không hiểu người ta mới chỉ trích mình. Mê là gì? Là không hiểu biết. Tín là tin. Tin mà không hiểu gọi là mê tín. Còn tin mà mình hiểu thì gọi là chánh tin. Vậy thì mình cúng ông bà đâu có lỗi. Mình sống mà biết cội biết nguồn, lỗi cái gì? Còn sống mà không biết cội nguồn, không biết tổ tiên, không biết gì hết á, mà tưởng là hay à. Sống mà người ta biết cội nguồn thì tại sao mình lại chê trách? Nhưng mà mình là người cúng, mình phải hiểu mình đang làm gì. Thí dụ mình cúng đất đai, có ông đất nào mình không thấy. Nhưng mà mình cúng như vậy để nói lên cái tinh thần gì? Cái tâm mình à, sống đâu biết ơn đó. Đấy, sống mới biết hàng xóm mà. Nếu sư cô ở đây mà sống mà không biết hàng xóm là bị kiện chết rồi. Phải không? Thành thử sống mình không phải biết hàng xóm. Nhờ hàng xóm họ appreciate, họ không có chấp nhất gì mình, thì họ sẽ bỏ qua cho mình. Thì quý vị thấy trong cuộc đời cũng vậy. Đó, mình chỉ nói những người dân, những người xung quanh thôi, chứ chưa nói những người thân gần gũi với mình. Cho nên trong cái truyền thống Việt Nam, lễ cưới vợ chồng phải hướng về nhau, xá nhau một xá, gọi là gì? Phu thê giao bái. Vợ chồng lại nhau để chứng tỏ gì? Mình quý trọng nhau là người bạn. Cho nên chúng ta gọi là bạn đời. Ngoài cái ý nghĩa vợ chồng, vợ chồng còn là bạn đời để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nếu mình sống mà vợ mình sợ mình là mình biết là cái cách sống của mình nó có vấn đề đó. Mình làm sao mà người đó sống cái sự thương cũng có mà hình như sợ sệt, sợ hãi. Sợ nó có hai cái sợ, sợ kính hay là sợ hãi. Sợ hãi là gặp người đó giật mình bấn loạn. Hồi đó mới gặp người đó là trấn động con tim. Bây giờ gặp người đó là trấn động cơ tim. Hồi hộp lên máu lên cơn đủ kiểu hết. Tại vì người mình hay lên cơn cho nên người đó gần gần mình sống hay lên máu. Rồi mình hay lên máu cho nên người đó phải bị thường bị nhồi máu cơ tim. Cho nên á, một niệm nhớ ơn. Một niệm là gì? Là nhất niệm. Mà chữ nhất niệm là gì? Là mình đưa hết cái tâm mình vào đó. Một ly nước, một cái bánh. Nếu mình ăn một cái bánh mà ăn cái bánh trong nhất tâm, thì cái bánh đó mình sẽ ăn một cách trọn vẹn. Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhất tâm đảnh lễ, hay chúng ta gọi là chí tâm đảnh lễ. Chí tâm là gì? Đem hết tất cả mọi vọng tưởng của mình gom lại thành một. Bây giờ chỉ còn một tâm này thôi. Một tâm này con hướng về Phật, gọi là chí tâm đảnh lễ. Đảnh lễ là đầu của mình sát xuống, lại sát xuống đảnh lễ. Nhưng mà cái đảnh lễ này của con bằng tất cả tấm lòng của con. Chí tâm không phải chỉ ở đảnh lễ. Chí tâm ở uống một ly nước, nói một câu nói, mà mình nói bằng tất cả tấm lòng của mình, thì cái lời nói đó nó biểu hiện tình thương. Cho nên quý vị thấy, khi Đức Phật nói Pháp, Đức Phật nói bằng tình thương. Mà khi Đức Phật nói bằng tình thương thì không phải chỉ những người cao mới hiểu, mà tất cả mọi người đồng cảm được hết. Mà tùy theo căn cơ của mọi người, cũng giống như một đám mưa, không kỳ thị. Cây lớn hút nước nhiều, cây trung bình hút nước vừa vừa, cây nhỏ hút nước ít. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên ơn đất trời, ơn nắng mưa. Thật sự ra không có mưa mình cũng chết, không có nắng mình cũng chết, không có gió mình cũng chết. Cho nên thời tiết, nắng, mưa, gió vân vân cũng đều là những cái ơn. Tại vì không có nắng thì không có sự sống, không có nước thì chúng ta cũng không có sự sống. Cho nên nhờ có mưa, có nước mà chúng ta nhìn một đám mây, nhìn một đám mây chúng ta vẫn thấy được cái đẹp. Trước hết là thường thường mây nó làm cho người ta cảm nhận được một sự mát dịu đẹp.
mây nó sẽ tan biến ra làm mưa, làm nước, để cho chúng ta có sự sống. Mà thường thường mây là lúc nào cũng làm cho người ta có cái cảm hứng làm thơ. Có một thiền sư sống bằng cái tâm tự tại. Kìa mây bay trên núi, à xuống cho thầy xem. Ồ mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói lên tự tại của người tu. Kìa mây đang bay, kêu mây xuống, định kêu mây xuống, nhưng mà thôi mây kêu sao được, mây là phải bay thông dong, mà thầy cũng đang bận ngủ. Cái chuyện, cái câu, một cái bài thơ ngắn đó muốn nói lên được cái sự tự tại thông dong của người tu, và cũng nói lên cái gì, cái niềm vui hạnh phúc khi mình nhìn mây. Cho nên hòa thượng Làng Mai ngài có làm bài thơ mà nãy sư cô trích hai câu mà hay quên. Bài thơ đó có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng. Bướm bay vườn cải, bài thơ dài lắm, nhưng mà trong đó có hai câu: trời hôm nay đẹp lắm thật mà, 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đó là bắt đầu của bài thơ đó. 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh, mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay rộn ràng trong vườn cải hoa vàng, mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Trong đó cũng có một câu đó: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Mà một câu đó như thiền ngữ. Mỗi ngày mình thức dậy, mình hãy nói với mình: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Thì bao nhiêu khổ đau nó không đủ làm cho mình khổ. Tại vì một người làm mình khổ, nhưng mà còn chính người khác làm mình vui. Mà mình sống trong khổ, nghĩa là mình phụ lòng người, chính người kia, mà mình bị người kia hành mình. Người kia phải chuyển hóa là chuyện đành, nhưng mà thôi nếu họ chưa chuyển hóa thì mình phải sao? Tự chuyển mình, phải không? Thí dụ như trời đang mưa, mình chạy nói: ê đừng mưa. Không được. Giờ trời đang mưa, bây giờ mình làm gì? Đục mưa. Cho nên quý vị nhớ hồi nhỏ mình có cái bài hát không? Trời mưa vô ta, thì mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ. Mình bắt người khác không được, thì mình phải tự chuyển mình. Đó là cái cách sống. Ai dám tới gần con sư tử để băng bó cho con sư tử khi nó bị thương? Con sư tử chỉ có thể tìm một cái nơi nào an toàn, nằm im để vết thương lành. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta cũng thế. Nếu không ai băng bó vết thương cho mình, mình phải tự tìm cho mình một nơi an ổn, tĩnh lặng để mình lành cái vết thương lòng của mình. Con sư tử không ai dám tới gần băng bó nó hết á. Khi nó bị thương là tự nó phải đi tìm hang ổ nào đó an toàn để nó trú ẩn, nó làm cho vết thương nó lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng thế. Cho nên sự tu tập của chính bản thân mình chính là làm cho tâm mình an ổn. Không ai tu giùm mình được hết. Đức Phật nói Đức Phật có 4 điều không thể làm: nhân quả không thể thay đổi, trí tuệ Phật không thể cho. Phải không? Trí tuệ Phật đâu thể cho. Phật không thể tu giùm mình được. Và cuối cùng là gì? Người không có duyên không thể độ. Họ chưa có duyên thì không. Người không có duyên thì không thích nghe lời lành. Đưa 1000 họ nhận, chứ biểu họ ngồi nghe câu lành từ chối. Cho nên là sao? Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. 1000 vàng có thể được, 1 lời lành khó lắm. Tại vì sao?
Thường thường lời lành là cái lời ít có khi nào mà vui nhộn. Chờ hôm rồi có phải Phật tử lên nói thầy ơi, sao mà mấy đứa nhỏ mình nói nó không nghe. Pháp Hòa nói thường thường mình nói mà nó kêu gì, nó làm thiện là mình nói gì, toàn là tĩnh lặng vậy vậy, sao nó chịu nổi không? Mà cái mà nó nghe là gì? Giật. Cái gì vui nhộn nó mới nghe chứ. Ở đời là thường là vậy, hễ cái gì mà trở về vắng lặng là nhất định cái đó mới làm thiện. Còn cái gì mà vui nhộn thì cái đó làm sao mà nó thích thú được. Cho nên thiên kim vậy đó, hảo ngữ nan cầu. Một ngàn vàng ngàn lượng vàng có thể người ta có thể dễ kiếm được, nhưng một lời lành khó nghe lắm. Cho nên á, Đức Phật không thể thay đổi nhân quả, Đức Phật không thể độ người không có duyên, Phật không thể cho mình được cái trí tuệ, Đức không có cho mình trí tuệ được. Và Đức Phật không thể nào tu tập giùm cho mình, mà chính chúng ta phải là cái người chuyển hóa đó. Cho nên mình nhận ơn Phật thì không phải chỉ nói vậy thôi rồi chúng ta để yên mọi việc nó như vậy, mà chúng ta phải thể hiện cái nhớ ơn đó bằng cách nào. Cho nên mình nhớ ơn thiên địa phú tải. Thiên là gì? Trời. Địa là đất. Phú là gì? Che. Tải là chở. Phú là che, tải là chở. Trời đất che chở cho mình. Mà quý vị thấy không, mỗi ngày đất trời có che chở mình không? Có. Cho nên vì có sự che chở đất trời, cho nên chúng ta nguyện sống mà chúng ta không làm tổn hại thiên nhiên. Cái gì không cần phải chặt phá, tại sao mình phải chặt phá? Phải không? Thí dụ như là mình xài một cái ly giấy, mình nên, nếu mình ở đây nguyên ngày, mình ghi tên lên để rồi mình còn xài lại. Chứ bây giờ 2 phút mình rút cái ly giấy mình uống cái mình vất đi, rồi một lát 3 phút mình, một ngày mình ở đây mình xài 10 cái ly. 100 người như thế, 1000 người như thế thì mình sẽ thấy mình ô nhiễm môi trường, môi sinh cỡ nào. Cho nên cái nguyện thứ tư khi chúng ta ăn cơm á, mà chúng ta phát nguyện đó, xin nguyện ăn cơm như thế nào để nuôi được lòng từ bi, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Đó là lời phát nguyện khi chúng ta ăn cơm. Mà câu thứ tư chúng ta đọc, chúng ta có 5 câu để chúng ta đọc khi trước khi ăn cơm. Mà câu thứ tư là xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thể hiện được lòng biết ơn của mình đối với đất trời vạn loại. Đó là nói tới thiên địa phú tải. Nếu không có đất trời thì chúng ta làm sao sống được? Không có đất thì chúng ta không trồng trọt được. Cho nên người Việt Nam hay nói trời đất, thì chúng ta nói đến cái thiên nhiên đó, chứ không phải chúng ta nói tới đất trời, ông trời ông đất nào đâu, mà chúng ta nói đến thiên nhiên là sky and earth. Cho nên cái câu mà chúng ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Quý vị đọc một câu đó rồi quý vị nghiệm từng chữ rồi. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Biết bao nhiêu công ở trong đó, phải không? Xin nguyện ăn như thế nào? Ăn chánh niệm, ăn với lòng biết ơn. Rồi phải không ăn vậy thôi đâu, và sống như thế nào để đền được cái ơn đó. Chờ câu thứ hai là xin nguyện ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Đó là mình nói về cách sống. Rồi bây giờ mình nói tới tâm nè. Xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tham sân si và tật ăn uống không chừng mực.
Cái câu đầu là chúng ta bày tỏ niềm biết ơn tới tất cả đất trời. Câu thứ hai là chúng ta nói về sự, cái cách sống của mình trong đời, đó là ăn có chánh niệm. Quý vị uống một chai nước, người ta đưa mình là nước free, nước tặng không, nhưng mà đâu có nghĩa là ở đâu rơi ra, ta phải đi mua. Thế thì chúng ta nhận chai nước chúng ta không nên phung phí, uống thì phải giữ đâu để mình dùng trở lại, chứ không nên bỏ bừa rồi một lát mình không nhớ đâu cái lại kiếm chai khác, mà một lần như vậy là cứ vứt rất là nhiều chai nước. Rồi cái câu thứ hai là mình chỉ cách sống, câu thứ ba là mình chuyển hóa tâm, chuyển hóa tâm. Câu thứ tư là mình nói lên cái thực tập ăn uống của mình, ăn như thế nào để giảm thiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Và câu thứ năm là mình nguyện vì cái sự nghiệp giúp đỡ cho đời, cho người. Còn câu thứ năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp để hộ đạo giúp đời nên con thọ nhận thức ăn này. Cho nên năm cái câu đó khi mình đọc lên trong bữa ăn đó là nó nói lên tất cả sự biết ơn và sự phát nguyện sống như thế nào để chúng ta đền cái ơn đó. Cho nên trong cuộc đời này nếu mà chúng ta chánh niệm đầy đủ là chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều cái ơn trong cuộc sống này. Hồi nhỏ mà nhớ mình đi học, mình học cái bài mà gì ăn một cái trái cây nhớ trời trồng trọt, sang đò nhớ người chèo trống, nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ mà nhớ cái bài học vậy đó. Thì mình sống bằng tâm niệm đó thì mình sẽ biết. Và hình như không ai trong chúng ta ngồi đây mà không từng cho ơn người khác và nhận ơn của người. Mà quý vị nhìn mỗi ngày, thí dụ mình hít vô thở ra không khí trong lành là mình nhớ ơn không khí rồi. Vậy thì mình hãy đào thải ra những cái gì cho nó tươi mát đó, để nó bảo hộ được cái môi trường này. Rồi mình uống một miếng nước cũng là tất cả ơn nghĩa trong đó. Quý vị thấy không? Bình hoa, bất cả xung quanh mình, nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy ơn nghĩa rất là nhiều. Vì vậy cho nên đối với một người tu tập, chữ tu tập ở đây Pháp Hòa không chỉ nói đến vấn đề người Phật tử. Tất cả chúng ta ai sống biết quay trở về đều gọi là tu tập hết. Tại vì sao? Nếu mình không biết quay trở về thì mình sống buông lung. Mình quay trở về được nghĩa là mình sống có chừng mực. Ví dụ như bây giờ mình quay về, mình ngồi coi cái túi tiền mình còn nhiều thì mình biết xài chừng mực. Mình quay trở về, mình nhìn lại cái gia đình, mình thấy gia đình mình lúc này sao nó không ổn, thì mình sẽ làm gì đó để cho cái gia đình mình nó ổn. Mình quay trở về nội tâm mình, mình thấy lúc này mình sống hơi bộ coi bộ hơi sân si, thì mình sẽ làm sao để mình giảm cái sân si này. Mình quay trở về, mình nói sao lúc này tôi sống hơi phiền não, thì mình sẽ biết tìm gì để làm cho mình tâm mình nó giảm phiền não. Cho nên tu là gì? Là một sự trở về. Mà trở về với đâu? Trở về với chính mình. Mà trở về được với chính mình là mình mới thấy được mình. Cho nên trong nhà thiền người ta hay dùng cái câu bản lai diện mục. Bản lai diện mục là gì? Là mặt mũi xưa nay của mình. Mà mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là sự an tịnh, chứ không phải là sự. Cục Pháp Hòa nói ví dụ như tối mà đi ngủ mình rửa mặt sạch sẽ hết trơn, lúc đó là mình mặt mũi xưa nay đó. Còn sáng ra là mình để nảy kia lên là mặt mũi nó hơi có nó hơi có tô điểm. Còn mình rửa mặt sạch sẽ, mình sống được chứ chân thật là mặt mũi xưa nay của mình. Thôi thì sáng hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng ý nghĩa tên ngôi chùa Hồng Ân. Và kế đến là Pháp Hòa muốn ôn lại cái ân mà chúng ta nhận là gì. Không phải khi nào ai cho mình tiền bạc mới gọi là ân, mà tất cả những gì trong cuộc sống này nếu chúng ta để tâm một chút, chúng ta sẽ thấy rằng ân rất là nhiều. Mình đi đường, nếu không có những người tráng đường cho mình đi thì làm gì mình có đường
sạch sẽ, gọi là gì, trơn tru để mình đi. Rồi không có những người mà làm vệ sinh thì cái môi trường sống này nó rất là ô nhiễm. Không có những người ở một cái chỗ cống rãnh để mà thanh lọc những cái nước đào thải dơ ra để đưa những cái nguồn nước sạch trở vô city cho mình xài, thì làm gì có nước cho mình dùng. Cho nên chính từ những cái đó mà chúng ta không dám phung phí. Mà đôi khi chúng ta phung phí của cải đã đành rồi, chúng ta phung phí luôn cuộc đời của mình. Mình nhận ơn cha mẹ cho mình cái ơn này, tổ tiên cho mình cái thân này, mà mình cũng phung phí bản thân mình luôn nữa. Mình phung phí thời gian. Một ngày có 24 giờ, mình không bảo đảm ngày mai mình còn không, nhưng mà 24 giờ còn lại mình vẫn phung phí như thường. Thế thì nếu chúng ta quay trở về, chúng ta sẽ thấy rằng hình như chúng ta sống phung phí rất là nhiều. Phung phí tình thương của người thương đối với mình. Họ làm biết bao nhiêu việc cho mình, nhưng mình chưa bao giờ biết quay trở lại có một lời cảm ơn, một niệm tri ân. Mà nếu chúng ta có được một sự tri ân đó thì tức khắc cuộc sống mình nó sẽ khác, lời nói mình sẽ khác, cách cư xử mình sẽ khác, và chúng ta sẽ làm cho người đó vui vẻ, khỏe mạnh, họ sống vui hơn. Mà họ sống vui, họ sống lâu. Còn nếu mà họ sống trong khổ đau, đời sống họ nó ngắn. Mà khi mình mất họ rồi, chắc gì có người khác vô làm được những việc như họ đã làm cho mình không. Cho nên nếu mình không biết tận dụng, nếu mình không biết trân trọng, thì mình làm cho cái đó nó dễ tổn giảm, thì nó dễ hư hơn. Ví dụ một bình hoa mà chúng ta cắm đây nè, nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thì bình hoa này nó sẽ last long hơn, nó có thể kéo dài được 2 tuần 3 tuần. Còn nếu chúng ta không chăm sóc nó, nó có thể khô héo trong 2 ngày 3 bữa. Con người không khác là hoa. Nếu chúng ta không tưới tẩm con người xung quanh mình thì người đã khô héo. Xưa đại chúng, khô héo vật chất không sao, mà khô héo tinh thần héo dữ dội lắm. Tại vì sao? Tại vì cái đó đó là một cái nguồn năng lượng để đưa họ lên sự sống. Tại sao những người mẹ bệnh mà vẫn khắc phục ráng nấu cơm cho con ăn? Tại vì tình thương nó khắc phục được hết. Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ là nếu chúng ta có cái nhìn sâu một chút thì chúng ta sẽ biết tìm ra cho mình một cách sống biết ơn. Biết ơn rồi, chúng ta sẽ có một cách sống để chúng ta báo ơn. Mà chỉ cần biết ơn báo ơn như vậy thôi thì mình sống vui vẻ, người ta cũng sống vui vẻ. Mà người ta sống vui vẻ thì người ta sống lâu, người ta sống lâu thì người ta làm cho mình lâu. Còn mình dở quá, mình không biết thì người đó tinh thần áp đảo, buồn rầu, u uất, bắt đầu nó trở thành những khối bệnh. U uất là bệnh ung thư. Sống mà nội tâm đau khổ, không có bày tỏ ra được với ai đó, chất chứa trong lòng mà lâu ngày nó thành ra những khối ung thư, những căn bệnh. Quý vị không tin, quý vị search thử. Một người mà sống khổ đau mà ôm ấp trong lòng là dễ sanh bệnh lắm. Rồi cái người mà làm khổ họ nó cũng bệnh luôn đó. Bệnh họ là bệnh sân si, bệnh phiền não. Rồi đem cái cục sân si phiền não đó họ phun xung quanh họ. Rồi những người xung quanh cũng sống bằng cái sân si phiền não mà không dám nói gì hết, cứ ôm. Họ dục là chụp, họ dục là chụp. Còn còn mình đó là chụp xong rồi dục người khác. Cho nên rồi sống rồi mình làm khổ với nhau. Cho nên uống sinh tố rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc là thành độc tố không? Mình tỏ ra độc tố không, chứ không có là những cái sinh tố. Thì mong rằng tất cả chúng ta là những người tu học đạo Phật. Mục đích của Đức Phật không phải chỉ muốn truyền đạt lý thuyết để mà tìm một số tín đồ. Cái đó không phải là cái cách của Đức Phật. Cái cách của Đức Phật là làm sao truyền tải cho mọi người cái phương pháp chuyển hóa để người đó giảm khổ được vui. Và chỉ cần như vậy thôi là Đức Phật đã thành công trên bước đường hoằng pháp của Ngài rồi. Cho nên á, chúng ta không mệnh danh là pháp sư, là giảng sư đi hoằng pháp, nhưng mà cái cách sống hàng ngày của chúng ta chính là cái cách hoằng pháp hay nhất. Tại vì người ta thấy mình, trời ơi, người đó nghe pháp tu tập mà mỗi ngày mỗi thêm xinh tươi mát dịu,
ta thấy người ta mới làm niềm tin, người ta tu theo chứ. Không, muốn người ta tin mà mình không có làm gì cho người ta tin hết. Ta nhìn mình càng ngày càng héo, càng héo. Hồi mới đi chùa, không đi chùa dễ thương, biết đi chùa hơi hơi dễ thương. Đi chùa lâu hết thương nổi. Là sao vậy? Là tại mình tu nó trật lắm rồi. Mình đi chùa càng lâu thì mình phải càng dễ thương chứ. Nhưng mà rốt cuộc mình bị bao nhiêu cái nội kết, phiền não, chấp chứa, chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã là chấp mình, chấp pháp là chấp cái mình tiếp nhận. Rồi cuối cùng mình đem bao nhiêu cái chấp trước đó mình sống thì làm cho người xung quanh phiền muộn. Cũng như thế, mình sống mới đầu mình gặp nhau là hai người bạn trai bạn gái thương, lẽ ra cưới nhau về rồi vợ chồng sống càng lâu càng thương hơn chứ. Ủa sao kỳ vậy, sống càng lâu càng bực bội hơn, nghĩa là nó có vấn đề rồi đó. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa làm cái đám cưới cho một cái anh, hai vợ chồng không biết tiếng Việt. Cái Pháp Hòa mới nói á, hai đứa con á, mới có thương nhau thôi mà hiểu nhau thì chưa. Mà thật sự chúng ta thương nhau thì có rồi đó, mà hiểu nhau thì rất ít. Mà chính chúng ta hiểu nhau ít, cho nên chúng ta chưa đủ để làm hạnh phúc cho nhau. Cho nên chúng ta cần phải mở lòng, tìm cách chúng ta hiểu nhau để cho tình thương mình lớn. Mà khi tình thương mình lớn rồi á, cái câu nói của mình, cách hành xử của mình nó khác à. Không cần làm chuyện chi ghê gớm mà quy mô đâu. Chỉ cần một lời nói hỏi thăm, một lời cảm ơn, một lời trân trọng thôi là mình sẽ bày tỏ được hết. Người ta nấu ăn cho mình suốt buổi, một lời cảm ơn không có mà ăn suốt buổi chê, thì mình mới thấy là rõ ràng là mình không có một chút gì nghệ thuật sống hết. Không có nghệ thuật sống thì cái hoa nó cũng héo, chứ đừng nói cái hoa biết nói. Cái hoa này là cái hoa tự động, mình chỉnh giới thiệu là nó cười à. Ăn thua biết chỉnh giới thiệu, mà không biết sao cứ bước giới thiệu nó đứng yên chỗ. Thì mong rằng ở đây tất cả chúng ta đều là những người con Phật. Ngày xưa chúng ta có một câu là nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Nghĩa là một Phật mà ra đời thì ngàn Phật ủng hộ, trợ duyên. Bất cứ ở nơi nào có đạo tràng thì nơi đó có sự tu tập. Chỗ nào có người có sự tu tập thì ở đó mới được gọi là đạo tràng. Thành nên cũng mong đại chúng bây giờ biết ở đây rồi, thì nếu quý vị nào ở gần vùng này thì cũng hoan hỷ trở về để trợ duyên cho sư cô, cũng như là cho sư cô cũng có cái tinh thần để mà làm Phật sự cũng như tu tập. Tại vì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà giờ ăn cơm thì canh mấy chén, tu hành không có món nào thì hơi cô đơn. Cái đại chúng ở đây là chùa Hồng Ân. Chữ Hồng nghĩa là lớn, cũng giống như chúng ta gọi là Hồng Chung. Hồng Chung là cái chuông lớn. Khi một trận nước mà nó lũ lụt nó kéo đến, chúng ta gọi là Hồng Thủy. Chữ Hồng nghĩa là lớn. Chữ Ân là gì? Chữ Ân là khi ai đó vì thương mình mà làm cái gì cho mình, cái đó gọi là ân. Ví dụ như Đức Phật thương chúng ta, những người sống trong cảnh khổ mà không hề biết khổ. Không phải là không biết khổ nha, khổ biết nhưng mà không biết tại sao khổ. Rồi không biết á, sống trong cái cảnh gọi là vô thường mà không hiểu nó là vô thường, cứ nghĩ nó là thường. Phật thương cái đó. Tức là tất cả chúng ta đang có sẵn cái vui mà không sống với cái vui đó, lại sống theo cái giả tạm là vô thường. Chúng sanh mình có một cái bệnh là chúng ta quên, gọi là vong. Thí dụ như mình nhớ ơn thì gọi là tri ơn, mà chúng ta quên ơn gọi là gì? Vong ơn. Thì trong cuộc sống của chúng ta là người nhận ân của Phật.
Đức Phật thấy chúng sanh khổ cho nên Phật hy sinh cái bình thường của Ngài như là một cuộc sống vương giả để Ngài đi tìm ra một con đường giúp chúng ta thẩm thấu. Mà trước hết phải là Ngài, bởi vì Ngài cũng khổ giống mình, Ngài cũng sống trong cảnh khổ giống mình, Ngài cũng buồn vui giống mình, Ngài cũng là nắng mưa giống Melbourne. Nhưng mà Ngài thấy được điều đó, cho nên Ngài quyết tâm Ngài đi tìm cho ra cái lẽ thật. Và khi Ngài đi tìm ra lẽ thật đó, Ngài mới chỉ lại cho tất cả chúng ta lẽ thật. Mà hơn 2000 năm nay chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó. Chúng ta vẫn còn thừa hưởng cái đó. Cho nên nội cái ơn Phật thì chúng ta cũng gọi là hồng ân. Mà bây giờ nếu mà chúng ta tri ơn Phật thì chúng ta phải làm gì? À, chuyện ai cũng biết hết. Tức là chúng ta phải tu tập, chuyển hóa. Nhưng mà cái chữ tu tập ở đây không có nghĩa là mình chỉ làm cái hình thức, mà mình thật sự có chuyển hóa bên trong. Ngày hôm qua ở chùa Hoằng Pháp á, thì có một cô đó, cô đến cô nói: thầy, con là người bị bệnh trầm cảm nặng lắm, mà suốt 5 năm nay con nghe Pháp thầy và con nhẹ dần mà đến bây giờ con hết bệnh hẳn. Hôm nay con rất là vui, con đến đây để con thăm thầy và con nói cho thầy biết là con là người nghe những bài pháp của thầy mà chuyển hóa. Cô đó đâu có cho quả gì, nhưng mà một câu nói của cô thôi làm cho Pháp Hòa vui. Tại vì mình nghĩ rằng những gì mình nói mà có thể giúp được cho người khác thì mình làm tròn cái bổn phận, cái trách nhiệm, cái tâm nguyện của mình. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta sống hết sức tất cả những gì chúng ta có thể làm. Để làm gì? Vì tình thương thôi. Mình không thương mình đâu có làm. Phật không thương chúng sanh, Phật đâu có hy sinh. Vợ không thương chồng, vợ đâu có hy sinh lo tất cả. Chồng không thương vợ, chồng đâu làm việc đó. Mẹ không thương mình, mẹ đâu làm việc đó. Nhưng mà đa số chúng ta sống nhận ơn mà không nhớ ơn. Có không? Có đôi khi người ta làm một cái điều gì đó cho mình, nhưng mình xây lại mình: ai biểu vậy? Trời ơi, tự ái dễ sợ. Mình thấy không? Thật là đôi khi mình nói một câu nói, một câu thôi, ai biểu vậy? Nhưng mà nó phủi hết tất cả, nó làm đau hơn mà người ta có thể làm một ngày trời, người ta có thể làm một tháng trời cho mình. Tự nhiên mình nói một câu ngắn ngủn vậy, ai biểu? Coi như là một tháng trời nó trôi sông trôi biển. Cho nên cái chữ hồng á, không phải đợi ai làm cái gì lớn lao cho mình mới kêu hồng ân. Mà tất cả dù một ly nước trong lúc mình khát, nếu không có ly nước đó là mình chết ngất rồi. Cho nên ly nước cứu mình trong lúc khát là hồng ân. Một miếng bánh giúp mình trong lúc đói là hồng ân. Một bàn tay đỡ mình trong lúc té là hồng ân. Một cái áo choàng lên người mình khi mình lạnh là hồng ân. Cho nên hồng là lớn. Nhưng mà cái lớn ở đây nó không chỉ có cái nghĩa là ở cái lượng, mà nó lớn ở cái tâm. Có nhiều khi con đi chơi về khuya, mẹ ngồi chờ, thay vì mình nói: trời mẹ, sao mẹ không đi ngủ đi, ai biểu mẹ thức? Con lớn rồi, con tự lo được, ai biểu mẹ thức? Thì một câu nói cái tự nhiên bà già xìu: thì thôi tôi đi ngủ. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, cái quán chiếu của chúng ta ở chỗ là chúng ta biết nhận được những cái ơn trong đời. Quý vị biết là trước khi mình đến đây, cái khu vực này được làm ráo riết, làm ráo riết để mà cho đủ, cho kịp cái ngày để đi vào cái sinh hoạt của ngày hôm nay. Người đóng, người cưa. Pháp Hòa chỉ nghe kể mà mình cũng chẳng cần phải nghe kể nữa. Mình chỉ cần nhìn vào những công trình là mình hiểu được bao nhiêu công sức tốn kém và công sức trong này. Ông hàng xóm phía sau này, ông rất là khó chịu.
Có những ngày đóng cưa mà mạnh lớn quá, ông đứng lên, ông biểu ngưng. Sư cô trụ trì phải đi qua năn nỉ ông. Nhưng mà ông cũng dễ thương. Sau khi đó ông mới nói là tôi xin lỗi, tại vì tôi nhức đầu quá cho nên tôi không kềm chế được cái cơn bực bội của tôi. Tôi đã đứng lên, tôi phát lên cái lời nói mà lẽ ra tôi không nên nói. Thật ra ông cũng không phải là người xấu, nhưng mà cái tốt của ông là ông nhận ra cái lỗi mình đâu có nói người ta vậy được. Thậm chí quý vị thấy người hàng xóm thôi, họ bực bội mình mà họ lỡ nói một câu nặng với mình mà họ cũng nói gì nữa, họ nói ngưng, vậy mà họ còn biết xin lỗi. Còn mình sống với nhau mấy chục năm, nói bao nhiêu lời nặng nề mà mình không hề có một lời xin lỗi. Rồi mình đợi tới lúc nào mình mới xin lỗi? Đợi lúc đó người đó nằm ngay đơ không trả lời mình nữa cái mình lại xin lỗi. Tại vì chi biết không? Tại vì lúc đó người đó không còn trả lời nó lúc đó mình yên tâm, mình nói mình không mắc cỡ. Tại giờ mình cũng còn ngại lắm. Đôi khi mình nghĩ là mình nói vậy cải lương quá. Nhưng mà không có sao. Nếu mà nghĩ cho cùng cuộc đời này là mình sống như một mình, mỗi người như ở trong một tuần hát chứ gì đâu. Lúc mình đóng vai này, lúc mình đóng vai kia, hạ màn xuống rồi mới biết mình là ai. cho chân như của mình. Cho nên á, cái ơn là gì? Đại chúng nhớ chữ ơn được định nghĩa là khi ai đó vì thương mà làm cho mình, gọi là ơn. Vậy thì trong cuộc đời mình đã từng làm điều đó cho ai chưa? Có chứ sao không. Nếu mình không thương mình đâu làm, phải không? Ví dụ như Pháp Hòa đi giảng cũng vậy. Trời nhiều khi sáng đã thấy người ở dưới bếp rồi, người ta không thương mình ta đâu làm điều đó. Ngày hôm qua đi giảng về, về tới đây là 9 giờ mấy, thấy mấy Phật tử còn dưới bếp rồi lo nấu nướng để cho chúng ta có một bữa trưa hôm nay. Thế thì nếu mà theo cái định nghĩa chữ ơn đó, thì chúng ta thấy trong cuộc sống này có giây phút nào chúng ta sống mà không nhận ơn không? Không. Lúc nào cũng nhận ơn hết. Chữ nhận tiếng Hán gọi là thọ ơn. Nếu mình nói theo tiếng Hán là thọ ơn. Mà mình thọ ơn thì mình phải tri ơn. Rồi tri ơn thì phải làm gì? Báo ơn. Còn nói theo tiếng Việt là gì? Nhận ơn, biết ơn và trả ơn. Đó là mình nói theo tiếng Việt. Còn nói theo tiếng Hán là thọ ơn, tri ơn, báo ơn. Ơn cũng được, ân cũng được. Nhưng mà chữ ân định nghĩa là khi chúng ta thương mà chúng ta làm. Khi mà hồi tối cũng vậy, sắp đi ngủ rồi, thì có một cô đâu ở ngang chùa cầm một chai sữa đậu nành còn nóng hổi quá. Thầy ơi thầy, con gái con mới nấu xong sữa đậu nành, không có đường nha, thầy nhớ uống. Chỉ một câu nói đó thôi mà mình bổ dưỡng còn hơn sữa đậu nành nữa. Tại vì sao? Vì mình hiểu được cái đó từ tình thương mà ra. Mà mình sống mà mình nhận được tất cả những cái thương yêu như vậy đó, nó làm cho mình có năng lượng của mình, cái tinh thần của mình thêm sức sống. Cho nên thưa đại chúng, nếu chúng ta đã có một người bạn đời trong cuộc đời mình, hay nói chung là những người thương xung quanh mình đó, người ta cần sức sống, không phải là cơm áo gạo tiền đâu, mà sức sống của họ chính là tinh thần, là ý chí. Mà ai làm được điều đó? Chỉ có mình thôi. Mình mới cho được cái điều đó mà không cần tốn tiền. Mà khổ nói cái không tốn tiền không cho. Ví dụ như mình mua cho người ta nhiều áo đẹp, nhưng mà mình mắng xả người ta, mình hành hạ người ta, mình áp đảo người ta bằng tinh thần, cái đó người ta khổ lắm. Nhiều khi mặc cái áo lông nó nhẹ hửng mà nó nặng như mấy ngàn cân. Thật sự tâm trạng nó sống như ở địa ngục chứ gì nữa. Cho nên trong kinh địa ngục, trong kinh Địa Tạng có diễn tả những cái tên của địa ngục á. Quý vị nhớ phẩm thứ 5 á, có những địa ngục tên là Giáp Sơn. Trời ơi, giống như là mình ở trong một cái núi nặng. Có những địa ngục tên là Phi Đao. Phi đao là gì? Phóng dao.
lời nói người đó ra như mỗi cây dao nó phóng tới mình vậy đó. Có nhiều khi mình né muốn chết mà cũng trúng. Né là gì? Mình không dám gặp. Mình không dám gặp, tại gặp là mình trúng dao. Mà né đâu có được, tại thủy chung họ là người mình phải gặp. Cho nên rồi họ chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà sống về trong tâm trạng khổ đau lắm. Thậm chí mình khó dễ thế này, khó dễ thế kia. Họ nói chuyện với mình mà họ phải cân nhắc từng chữ từng câu. Vì thế nào rồi cũng trúng chưởng của mình. Thấy không? Chưởng là mình đưa cái tay, cái bàn tay là chưởng. Cho nên tiếng trong phim Tàu nó nói ăn chưởng. Ăn chưởng là mình lấy một tay mình dện vô người của họ kêu là chưởng. Thí dụ như mình chắp tay kêu là hiệp chưởng. Chắp tay vậy gọi là hiệp chưởng. Cái mão mà quý hòa thượng đội mà những cái đại lễ lớn quý vị thấy đội cao 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 đó, cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng. Tại vì cái mão đó có cái hình dáng như bàn tay chắp lại vậy đó. Cái mão đó là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Đặt cái mão đó đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Mà ngày xưa các vị làm cái mão đó để làm gì? Để cúng dường cho quốc sư. Những vị quốc sư trong triều đình đội cái mão đó lên. Và những cái đại lễ lớn quý hòa thượng đội lên để làm gì? Để trang nghiêm cái buổi lễ đó. Chứ không phải như bây giờ mà đội tùm lum la. Mình không, cái mão đó không có đội, gọi là lúc nào muốn đội là đội. Đội vào những cái dịp long trọng để trang nghiêm cái đại lễ đó. Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, như cái bàn tay chấp. Và khi mà chúng ta đem hai tay chúng ta chấp là gọi là hiệp chưởng. Có khi còn gọi là hiệp thập, vì 10 ngón tay mình thì gọi là thập. Trong kêu là thập chỉ. Thập chỉ là 10 ngón tay. 10 ngón tay mà hiệp lại gọi là hiệp thập. Còn một ngón kêu là chỉ. Cái này kêu chỉ là không đúng. Chỉ này chỉ của Việt Nam. Còn chỉ tiếng Hán là ngón tay nào cũng là chỉ. Có người ta có một cái bộ môn đó, kêu là thập chỉ. Tức là vuốt mấy ngón tay. Hay là người ta tập mấy ngón tay này để cho máu huyết nó lưu thông. Không? Thì có những cái bộ môn người ta tập thể dục làm cho mỗi ngón tay của mình máu huyết lưu thông, gọi là thập chỉ. Thì ở đây khi mà chúng ta tri ân thì chúng ta phải thấy rằng không phải chỉ có những người nào cho chúng ta những cái gì to tát mới gọi là ơn, mà dù một cái rất nhỏ. Như là nãy giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị biết là vì muốn cho cái những ngày sinh hoạt ở đây được tốt, hàng xóm không có phàn nàn, cô trụ trì phải đi với Phật tử làm chả giò từng phần vậy nè, hối lộ. Mà nó hối lộ là nói nghe chơi thôi. Nhưng mà ở đời mà mình có thù mới có tạc, ta kêu là thù tạc. Quý vị có thường nghe chữ thù tạc không? Thí dụ bây giờ một người khách đến với mình, rồi mình người chủ á, mình rót nước mình mời là thù, là tạc. Rồi người đó rót nước lại mời mình là thù. Tạc thù. Mình mời người ta là tạc, người ta mời lại mình là thù. Thì bây giờ chữ thù ân là gì? Là báo ân. Chữ thù ân cũng nghĩa là báo ân. Cho nên trong chùa có một cái truyền thống lại báo ân. Nhớ ơn á, lại. Làm chả giò đi vòng vòng, báo cho họ biết là mình sẽ có một cái big event. Cho nên là đậu xe xin thông cảm, làm ồn xin thông cảm. Trời ơi, mới sáng này 7 giờ rưỡi Pháp Hòa nghe ngoài này mở lo ôm sùm, ở trong đó Hòa hồi hộp. Pháp Hòa nói mới có cuối tuần, tuy người ta cho mình sinh hoạt nhưng mà đợi trễ trễ rồi họ mở lo. Tại vì thử lo mà mới 7 rưỡi thử rồi. Cho nên mình không biết là sao này nó đi tới đâu nữa. Cho nên á, trước hết là mình nhận ra ơn tất cả những người thân thương của mình xung quanh. Mà khi chúng ta nhận ra như vậy rồi chúng ta sẽ sống. Có nhiều khi mình nói tôi vậy đó,
tôi vậy nhưng mà mấy chục năm vậy không ai hạnh phúc hết, đâu tôi khác hơn vậy có nó ra làm sao. Nếu mà mình thấy mình thương được người đó thì mình khác hơn vậy có nó ra làm sao. Tôi vậy đó mà mấy chục năm rồi mà cuộc sống nó cũng vậy, ai cũng khổ đau giống vậy, thì tại sao mình không đừng như vậy coi cái cuộc sống này nó khác khác hơn không. Cũng giống như mình bệnh, mình uống thuốc này không hết thì mình lại tìm thuốc khác mình uống vì mình muốn hết bệnh. Thế thì tại sao chúng ta không hết được những cái tật của mình mà mình không giảm đi, uống thuốc mà không giảm mà như tăng à, hoặc là bớt đi, giảm đi thì người khác cũng bớt khổ, bớt buồn. Cho nên cuộc sống của chúng ta, tại sao chúng ta phải tìm người để chúng ta sống chung? Nếu mình muốn đừng ai phiền mình thì mình cứ sống một mình. Nhưng mà nếu mình đã tìm một người sống chung với mình thì nghĩa là mình đang mong mỏi một người nào đó làm cho mình vui, mình hạnh phúc. Nhưng mà người đó làm cho mình bao nhiêu mình cũng không thấy hạnh phúc, không thấy vui, mà mình còn đáp lại cái kiểu không dễ thương nữa, thì mình phải quán chiếu lại cái cách sống đó của mình. Mình có hạnh phúc không? Người đó có đang hạnh phúc không? Mình có đang tri ơn, mình có đang báo ơn không? Hay là mình đang vong ơn, nghĩa là mình quên tất cả những cái ơn mà người đó đã làm cho mình. Mà nếu như á, mà mình quên đi cái đó, mà mình sống mình làm khổ người đó bằng lời nói, bằng hành động, bằng cách sống của mình, thì mình đang là cái người làm khổ mà có cái lỗi trong đó. Ở trong chùa, một tháng chúng ta lại báo ơn 2 lần. Bây giờ quý vị nói là ngoài đời đó, mỗi năm đó, mình cúng ông Táo ngày nào? 23. Tại sao mình phải cúng ông Táo? Tại vì mình ý mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với ông Táo. Trong suốt một năm qua, ông Táo đã là cái người giữ ấm cho gia đình. Bởi vì ông Táo là cái lò. Mà nếu mà cái nhà nào mà không còn nấu ăn á, là nghĩa nhà đó bắt đầu giảm dần sự hạnh phúc. Nhà nào mà lửa bếp còn đang thổi thì nhà đó hạnh phúc đang còn. Tại sao? Còn nấu ăn nghĩa là gia đình đó còn ăn cơm chung. Mà nếu mà gia đình đó không còn ăn cơm chung mà ai nấy ăn thì bếp đó không có mở. Cho nên mình thường hay á, mình hay nói là sao? Quý vị thấy những cái cảnh mà ở Việt Nam người ta diễn tả cái cảnh hạnh phúc của một gia đình là gì? Khói lam chiều. Nhìn nhà nào mà có khói bốc lên buổi chiều là biết nhà đó đang đầm ấm, sum vầy, ăn một bữa cơm với nhau. Cho nên cái gia đình của người Việt Nam, cái hình ảnh cái bếp nó rất đẹp. Tại vì vợ nấu, chồng rửa chén, con phụ sắt gọt, dọn chén. Mà nhà nào buổi chiều còn hạnh phúc như vậy thì sự đầm ấm, sự hiểu nhau, sự cảm thông. Chứ con đi học về, con lên lầu chơi game, chồng nằm sofa coi tivi, vợ vừa rửa chén nghe ông thầy pháp hòa. Thành thử ông thầy pháp hòa vô nhà chứ không phải người khác. Nếu cần thiết tắt các thầy đi để cho mình được nghe tiếng vợ, mình được nghe. Tại vì sao mà bài xã mình phải nghe băng giảng? Tại vì không ai nói chuyện với bà hết. Bà vừa rửa chén mà bà vừa nấu ăn mà bà vừa làm đủ thứ, bắt đầu bà hơi nổi. Rồi bà phải mở băng giảng mấy thầy lên để làm chi? Để khua bà đau, để bà nấu hết bữa cơm. Cho nên mấy thầy đóng vai thuốc trị bệnh lúc đó đó, chứ bà không nghe gì đâu. Bà nghe ông lải nhải rồi, nếu mà có chỗ nào cười cười bà ha ha bà cười vậy chứ. Cho bà nấu trọn bữa cơm thôi. Chứ còn nếu như á, mà mình đi tất cả mọi người đi xuống bếp. Cho nên cái bài hát Khói lam chiều, một nhà mà mình còn vui sum họp với nhau thì gia đình nó hạnh phúc. Cho nên á, giữ lửa cái bếp trong nhà nó quan trọng. Cho nên mỗi năm mình cúng ông Táo không phải là một sự mê tín. Nếu mình hiểu được ý nghĩa, mình hiểu được cái ý nghĩa thì mình cúng mà không hề mê tín. Dù mình cúng ông Táo, ông Thần Tài, ông Thiên, ông gì đó, mình cúng mà mình biết được ý nghĩa cúng đó là gì. Đó là một sự bày tỏ biết ơn của mình. Cúng là nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn nói lên một cái niệm tri ơn. Tri ơn ông Táo vẫn còn nổi lửa lên ở nhà con mỗi ngày
để tượng trưng là gia đình con đang đầm ấm, đang hạnh phúc. Cúng ông bà nghĩa là gì? Là tri ơn ông bà. Ông bà nội, ông bà ngoại, xin cha mẹ, hay là cúng ba má chồng, cảm ơn ba má chồng, người đã sinh ra người chồng để cho con cưới làm chồng. Rồi cúng ba má vợ, cảm ơn ba má vợ đã sinh ra một người để con cưới làm vợ. Rồi mình con cái nó cúng cha mẹ. Vì vậy thì cái chữ cúng ai ngồi đó ăn đâu. Mà nếu mà thật sự mà đưa đũa ra mà ăn là mình chẳng dám ngồi đó. Mình coi ông bà ăn món gì. Nhờ ông bà không ăn món gì hết, nhìn còn nguyên, lát mình mới tới phiên mình á. Nhưng mà cái chữ cúng đó để làm gì? Chữ cúng là cung dưỡng. Chữ cúng dường á, quý vị mang chùa đồ lên quý chùa, quý vị nó cúng dường, thì chữ cúng dường đó nói trại từ chữ cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi. Vậy thì mình bày một cái bữa dỗ đó là mình cung cấp dưỡng nuôi tinh thần, văn hóa, đạo đức, cội nguồn cho mình, cho gia đình mình, mà đặc biệt là con cháu của mình. Cái cúng đó không hề mê tín. Người không hiểu mà mình cũng chẳng hiểu thì bị người ta chỉ trích mê tín, thì mình mới phải nhận à mình mê tín. Chứ còn mình cúng mà mình hiểu, không ai nói được. Người ta không hiểu người ta mới chỉ trích mình. Mê là gì? Là không hiểu biết. Tín là tin, tin mà không hiểu gọi là mê tín. Còn tin mà mình hiểu thì gọi là chánh tin. Vậy thì mình cúng ông bà đâu có lỗi. Mình sống mà biết cội biết nguồn, lỗi cái gì? Còn sống mà không biết cội nguồn, không biết tổ tiên, không biết gì hết á, mà tưởng là hay à. Sống mà người ta biết cội nguồn thì tại sao mình lại chê trách? Nhưng mà mình là người cúng, mình phải hiểu mình đang làm gì. Thí dụ mình cúng đất đai, có ông đất nào mình không thấy. Nhưng mà mình cúng như vậy để nói lên cái tinh thần gì? Cái tâm mình à, sống đâu biết ơn đó. Đấy, sống mới biết hàng xóm mà. Nếu sư cô ở đây mà sống mà không biết hàng xóm là bị kiện chết rồi, phải không? Thành thử sống mình cũng phải biết hàng xóm. Nhờ hàng xóm họ appreciate, họ không có chấp nhất gì mình thì họ sẽ bỏ qua cho mình. Thì quý vị thấy trong cuộc đời cũng vậy đó. Mình chỉ nói những người dân, những người xung quanh thôi, chứ chưa nói những người thân gần gũi với mình. Cho nên trong cái truyền thống Việt Nam, lễ cưới vợ chồng phải hướng về nhau, xá nhau một xá, gọi là gì? Phu thê giao bái. Vợ chồng lại nhau để chứng tỏ gì? Mình quý trọng nhau là người bạn, cho nên chúng ta gọi là bạn đời. Ngoài cái ý nghĩa vợ chồng, vợ chồng còn là bạn đời để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Nếu mình sống mà vợ mình sợ mình là mình biết là cái cách sống của mình nó có vấn đề đó. Mình làm sao mà người đó sống cái sự thương cũng có mà hình như sợ sệt, sợ hãi. Sợ nó có hai cái sợ: sợ kính hay là sợ hãi. Sợ hãi là gặp người đó giật mình bấn loạn. Hồi đó mới gặp người đó là trấn động con tim. Bây giờ gặp người đó là trấn động cơ tim. Hồi hộp, lên máu, lên cơn, đủ kiểu hết. Tại vì người mình hay lên cơn, cho nên người đó gần gần mình sống hay lên máu. Rồi mình hay lên máu, cho nên người đó phải bị thường bị nhồi máu cơ tim. Cho nên á, một niệm nhớ ơn. Một niệm là gì? Là nhất niệm. Mà chữ nhất niệm là gì? Là mình đưa hết cái tâm mình vào đó. Một ly nước, một cái bánh, nếu mình ăn một cái bánh mà ăn cái bánh trong nhất tâm thì cái bánh đó mình sẽ ăn một cách trọn vẹn. Cho nên tại sao chúng ta gọi là nhất tâm đảnh lễ, hay chúng ta gọi là chí tâm đảnh lễ? Chí tâm là gì? Đem hết tất cả mọi vọng tưởng của mình gom lại thành một. Bây giờ chỉ còn một tâm này thôi. Một tâm này con hướng về Phật, gọi là chí tâm đảnh lễ. Đảnh lễ là đầu của mình sát xuống, lại sát xuống đảnh lễ. Nhưng mà cái đảnh lễ này của con bằng tất cả tấm lòng của con. Chí tâm không phải chỉ ở đảnh lễ. Chí tâm ở uống một ly nước, nói một câu nói, mà mình nói bằng tất cả tấm lòng của mình, thì cái lời nói đó nó biểu hiện tình thương.
Cho nên quý vị thấy á, khi Đức Phật nói pháp, Đức Phật nói bằng tình thương. Mà khi Đức Phật nói bằng tình thương thì không phải chỉ những người cao mới hiểu, mà tất cả mọi người đồng cảm được hết. Mà tùy theo căn cơ của mọi người, cũng giống như một đám mưa, không kỳ thị. Cây lớn hút nước nhiều, cây trung bình hút nước vừa vừa, cây nhỏ hút nước ít. Nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tiếp nhận được. Cho nên ơn đất trời, ơn nắng mưa. Thật sự ra không có mưa mình cũng chết, không có nắng mình cũng chết, không có gió mình cũng chết. Cho nên thời tiết, nắng, mưa, gió vân vân cũng đều là những cái ơn. Tại vì không có nắng thì không có sự sống, không có nước thì chúng ta cũng không có sự sống. Cho nên nhờ có mưa, có nước mà chúng ta nhìn một đám mây, nhìn một đám mây chúng ta vẫn thấy được cái đẹp. Trước hết là thường thường mây nó làm cho người ta cảm nhận được một sự mát dịu đẹp. Mây nó sẽ tan biến ra làm mưa, làm nước để cho chúng ta có sự sống. Mà thường thường mây là lúc nào cũng làm cho người ta có cái cảm hứng làm thơ. Có một thiền sư sống bằng cái tâm tự tại. Kìa mây bay trên núi, à xuống cho thầy xem. Ồ mà thầy đang ngủ, thôi thì mây cứ bay. Nói lên tự tại của người tu. Kìa mây đang bay, kêu mây xuống, định kêu mây xuống, nhưng mà thôi mây kêu sao được, mây là phải bay thông dong. Mà thầy cũng đang bận ngủ. Cái chuyện, cái câu, một cái bài thơ ngắn đó muốn nói lên được cái sự tự tại thông dong của người tu. Và cũng nói lên cái gì? Cái niềm vui, hạnh phúc khi mình nhìn mây. Cho nên Hòa Thượng Làng Mai, ngài có làm bài thơ mà nãy sư cô trích hai câu mà hay quên. Bài thơ đó có tên là Bướm bay vườn cải hoa vàng. Bướm bay vườn cải, bài thơ dài lắm, nhưng mà trong đó có hai câu: trời hôm nay đẹp lắm thật mà, 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Đó là bắt đầu của bài thơ đó. 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Tôi không bao giờ khôn lớn, kể gì 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay rộn ràng trong vườn cải hoa vàng. Mẹ và em còn đó, gió chiều như hơi thở, mơ gì một mảnh tương lai xa xôi. Trong đó cũng có một câu đó: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Mà một câu đó như thiền ngữ. Mỗi ngày mình thức dậy, mình hãy nói với mình: trời hôm nay đẹp lắm thật mà. Thì bao nhiêu khổ đau nó không đủ làm cho mình khổ. Tại vì một người làm mình khổ, nhưng mà còn chính người khác làm mình vui. Mà mình sống trong khổ, nghĩa là mình phụ lòng người, chính người kia. Mà mình bị người kia hành mình. Người kia phải chuyển hóa là chuyện đành. Nhưng mà thôi, nếu họ chưa chuyển hóa thì mình phải sao? Tự chuyển mình, phải không? Thí dụ như trời đang mưa, mình chạy nói: ê đừng mưa. Không được. Giờ trời đang mưa, bây giờ mình làm gì? Đục mưa. Cho nên quý vị nhớ hồi nhỏ mình có cái bài hát không? Trời mưa vô ta, thì mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ. Mình bắt người khác không được thì mình phải tự chuyển mình. Đó là cái cách sống. Ai dám tới gần con sư tử để băng bó cho con sư tử khi nó bị thương? Con sư tử chỉ có thể tìm một cái nơi nào an toàn nằm im để vết thương lành. Quý vị nhớ như vậy. Chúng ta cũng thế. Nếu không ai băng bó vết thương cho mình
mình phải tự tìm cho mình một nơi an ổn, tĩnh lặng để mình lành cái vết thương lòng của mình. Con sư tử không ai dám tới gần băng bó nó hết á. Khi nó bị thương là tự nó phải đi tìm hang ổ nào đó an toàn để nó trú ẩn, nó làm cho vết thương nó lành. Chúng ta cũng thế. Chúng ta cũng thế. Cho nên sự tu tập của chính bản thân mình chính là làm cho tâm mình an ổn. Không ai tu giùm mình được hết. Đức Phật nói Đức Phật có 4 điều không thể làm. Nhân quả không thể thay đổi. Trí tuệ Phật không thể cho. Phải không? Trí tuệ Phật đâu thể cho. Phật không thể tu giùm mình được. Và cuối cùng là gì? Người không có duyên không thể độ. Họ chưa có duyên thì không. Người không có duyên thì không thích nghe lời lành. Đưa ngàn họ nhận chứ biểu họ ngồi nghe câu lành từ chối. Cho nên là sao? Thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Ngàn vàng có thể được, một lời lành khó lắm. Tại vì sao? Thường thường lời lành là cái lời ít có khi nào mà vui nhộn. Chờ hôm rồi có phải Phật tử lên nói thầy ơi, sao mà mấy đứa nhỏ mình nói nó không nghe. Pháp Hòa nói thường thường mình nói mà nó kêu gì nó làm thiện là mình nói gì toàn là tĩnh lặng vậy vậy, sao nó chịu nổi không? Mà cái mà nó nghe là gì? Giật. Cái gì vui nhộn nó mới nghe chứ. Ở đời là thường là vậy. Hễ cái gì mà trở về vắng lặng là nhất định cái đó mới làm thiện. Còn cái gì mà vui nhộn thì cái đó làm sao mà nó thích thú được. Cho nên thiên kim dị đắc, hảo ngữ nan cầu. Một ngàn vàng ngàn lượng vàng có thể người ta có thể dễ kiếm được, nhưng một lời lành khó nghe lắm. Cho nên á, Đức Phật không thể thay đổi nhân quả. Đức Phật không thể độ người không có duyên. Phật không thể cho mình được cái trí tuệ. Đức không có cho mình trí tuệ được. Và Đức Phật không thể nào tu tập dùm cho mình. Mà chính chúng ta phải là cái người chuyển hóa đó. Cho nên mình nhận ơn Phật thì không phải chỉ nói vậy thôi rồi chúng ta để yên mọi việc nó như vậy, mà chúng ta phải thể hiện cái nhớ ơn đó bằng cách nào. Cho nên mình nhớ ơn thiên địa phú tải. Thiên là gì? Trời. Địa là đất. Phú là gì? Che. Tải là chở. Phú là che, tải là chở. Trời đất che chở cho mình. Mà quý vị thấy không, mỗi ngày đất trời có che chở mình không? Có. Cho nên vì có sự che chở đất trời, cho nên chúng ta nguyện sống mà chúng ta không làm tổn hại thiên nhiên. Cái gì không cần phải chặt phá, tại sao mình phải chặt phá? Phải không? Thí dụ như là mình xài một cái ly giấy, mình nên, nếu mình ở đây nguyên ngày, mình ghi tên lên để rồi mình còn xài lại. Chứ bây giờ 2 phút mình rút cái ly giấy mình uống cái mình vất đi, rồi một lát 3 phút mình, một ngày mình ở đây mình xài 10 cái ly. 100 người như thế, 1000 người như thế thì mình sẽ thấy mình ô nhiễm môi trường, môi sinh cỡ nào. Cho nên cái nguyện thứ tư khi chúng ta ăn cơm á, mà chúng ta phát nguyện đó, xin nguyện ăn cơm như thế nào để nuôi được lòng từ bi, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Đó là lời phát nguyện khi chúng ta ăn cơm. Mà câu thứ tư chúng ta đọc. Chúng ta có 5 câu để chúng ta đọc khi trước khi ăn cơm. Mà câu thứ tư là xin nguyện ăn như thế nào để nuôi dưỡng được lòng từ bi, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi trường sống. Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã thể hiện được lòng biết ơn của mình đối với đất trời vạn loại. Đó là nói tới thiên địa phú tải. Nếu không có đất trời thì chúng ta làm sao sống được? Không có đất thì chúng ta không trồng trọt được. Cho nên người Việt Nam hay nói trời đất, thì chúng ta nói đến cái thiên nhiên đó, chứ không phải chúng ta nói tới đất trời, ông trời ông đất nào đâu.
mà chúng ta nói đến thiên nhiên là sky and earth. Cho nên cái câu mà chúng ta nói thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Quý vị đọc cái câu đó rồi quý vị nghiệm từng chữ rồi. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, với rất nhiều tình thương và công phu lao tác. Biết bao nhiêu công ở trong đó, phải không? Xin nguyện ăn như thế nào? Ăn chánh niệm, ăn với lòng biết ơn. Rồi phải không ăn vậy thôi đâu, và sống như thế nào để đền được cái ơn đó. Cho câu thứ hai là xin nguyện ăn trong chánh niệm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Đó là mình nói về cách sống. Rồi bây giờ mình nói tới tâm nè. Xin nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tham sân si và tật ăn uống không chừng mực. Cái câu đầu là chúng ta bày tỏ niềm biết ơn tới tất cả đất trời. Câu thứ hai là chúng ta nói về sự cái cách sống của mình trong đời, đó là ăn có chánh niệm. Quý vị uống một chai nước, người ta đưa mình là nước free, nước tặng không, nhưng mà đâu có nghĩa là ở đâu rơi ra, ta phải đi mua. Thế thì chúng ta nhận chai nước chúng ta không nên phung phí, uống thì phải giữ đâu để mình dùng trở lại, chứ không nên bỏ bừa rồi một lát mình không nhớ đâu cái lại kiếm chai khác, mà một lần như vậy là cứ vứt rất là nhiều chai nước. Rồi cái câu thứ hai là mình chỉ cách sống, câu thứ ba là mình chuyển hóa tâm, chuyển hóa tâm. Câu thứ tư là mình nói lên cái thực tập ăn uống của mình, ăn như thế nào để giảm thiểu được nỗi khổ của chúng sanh. Và câu thứ năm là mình nguyện vì cái sự nghiệp giúp đỡ cho đời, cho người. Còn câu thứ năm là vì muốn thành tựu đạo nghiệp để hộ đạo giúp đời nên con thọ nhận thức ăn này. Cho nên năm cái câu đó khi mình đọc lên trong bữa ăn đó là nó nói lên tất cả sự biết ơn và sự phát nguyện sống như thế nào để chúng ta đền cái ơn đó. Cho nên trong cuộc đời này nếu mà chúng ta chánh niệm đầy đủ là chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều cái ơn trong cuộc sống này. Hồi nhỏ mà nhớ mình đi học, mình học cái bài mà gì ăn một cái trái cây nhớ trời trồng trọt, sang đò nhớ người chèo trống, nằm võng nhớ người thắt dây, đứng mát gốc cây nhớ người trồng trọt. Hồi nhỏ mà nhớ cái bài học vậy đó. Thì mình sống bằng tâm niệm đó thì mình sẽ biết. Và hình như không ai trong chúng ta ngồi đây mà không từng cho ơn người khác và nhận ơn của người. Mà quý vị nhìn mỗi ngày, thí dụ mình hít vô thở ra không khí trong lành là mình nhớ ơn không khí rồi. Vậy thì mình hãy đào thải ra những cái gì cho nó tươi mát đó, để nó bảo hộ được cái môi trường này. Rồi mình uống một miếng nước cũng là tất cả ơn nghĩa trong đó. Quý vị thấy không? Bình hoa, bất cả xung quanh mình, nếu mà mình nhìn kỹ mình thấy ơn nghĩa rất là nhiều. Vì vậy cho nên đối với một người tu tập, chữ tu tập ở đây Pháp Hòa không chỉ nói đến vấn đề người Phật tử. Tất cả chúng ta ai sống biết quay trở về đều gọi là tu tập hết. Tại vì sao? Nếu mình không biết quay trở về thì mình sống buông lung. Mình quay trở về được nghĩa là mình sống có chừng mực. Ví dụ như bây giờ mình quay về, mình ngồi coi cái túi tiền mình còn nhiều thì mình biết xài chừng mực. Mình quay trở về, mình nhìn lại cái gia đình, mình thấy gia đình mình lúc này sao nó không ổn, thì mình sẽ làm gì đó để cho cái gia đình mình nó ổn. Mình quay trở về nội tâm mình, mình thấy lúc này mình sống hơi bộ coi bộ hơi sân si, thì mình sẽ làm sao để mình giảm cái sân si này. Mình quay trở về, mình nói sao lúc này tôi sống hơi phiền não, thì mình sẽ biết tìm gì để làm cho mình tâm mình nó giảm phiền não. Cho nên tu là gì? Là một sự trở về. Mà trở về với đâu? Trở về với chính mình. Mà trở về được với chính mình
là mình mới thấy được mình. Cho nên trong nhà thiền á, người ta hay dùng cái câu bản lai diện mục. Bản lai diện mục là gì? Là mặt mũi xưa nay của mình. Mà mặt mũi xưa nay của mình là gì? Là sự an tịnh, chứ không phải là sự. Cục Pháp Hòa nói ví dụ như tối mà đi ngủ mình rửa mặt sạch sẽ hết trơn, lúc đó là mình mặt mũi xưa nay đó. Còn sáng ra là mình để nảy kia lên là mặt mũi nó hơi có nó hơi có tô điểm. Còn mình rửa mặt sạch sẽ, mình sống được với chân thật là mặt mũi xưa nay của mình. Thôi thì sáng hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng ý nghĩa tên ngôi chùa Hồng Ân. Và kế đến là Pháp Hòa muốn ôn lại cái ân mà chúng ta nhận là gì. Không phải khi nào ai cho mình tiền bạc mới gọi là ân, mà tất cả những gì trong cuộc sống này, nếu chúng ta để tâm một chút, chúng ta sẽ thấy rằng ân rất là nhiều. Mình đi đường, nếu không có những người tráng đường cho mình đi thì làm gì mình có đường sạch sẽ, gọi là trơn tru để mình đi. Rồi không có những người mà làm vệ sinh thì cái môi trường sống này nó rất là ô nhiễm. Không có những người ở một cái chỗ cống rãnh để mà thanh lọc những cái nước đào thải dơ ra để đưa những cái nguồn nước sạch trở vô city cho mình xài thì làm gì có nước cho mình dùng. Cho nên chính từ những cái đó mà chúng ta không dám phung phí. Mà đôi khi chúng ta phung phí của cải đã đành rồi, chúng ta phung phí luôn cuộc đời của mình. Mình nhận ơn cha mẹ cho mình cái ơn này, tổ tiên cho mình cái thân này, mà mình cũng phung phí bản thân mình luôn nữa. Mình phung phí thời gian. Một ngày có 24 giờ, mình không bảo đảm ngày mai mình còn không, nhưng mà 24 giờ còn lại mình vẫn phung phí như thường. Thế thì nếu chúng ta quay trở về, chúng ta sẽ thấy rằng hình như chúng ta sống phung phí rất là nhiều. Phung phí tình thương của người thương đối với mình. Họ làm biết bao nhiêu việc cho mình, nhưng mình chưa bao giờ biết quay trở lại có một lời cảm ơn, một niệm tri ân. Mà nếu chúng ta có được một sự tri ân đó thì tức khắc cuộc sống mình nó sẽ khác, lời nói mình sẽ khác, cách cư xử mình sẽ khác, và chúng ta sẽ làm cho người đó vui vẻ, khỏe mạnh, họ sống vui hơn. Mà họ sống vui, họ sống lâu. Còn nếu mà họ sống trong khổ đau, đời sống họ nó ngắn. Mà khi mình mất họ rồi, chắc gì có người khác vô làm được những việc như họ đã làm cho mình không. Cho nên nếu mình không biết tận dụng, nếu mình không biết trân trọng, thì mình làm cho cái đó nó dễ tổn giảm thì nó dễ hư hơn. Ví dụ một bình hoa mà chúng ta cắm đây nè, nếu chúng ta chịu khó chăm sóc thì bình hoa này nó sẽ last long hơn, nó có thể kéo dài được 2 tuần 3 tuần. Còn nếu chúng ta không chăm sóc nó, nó có thể khô héo trong 2 ngày 3 bữa. Con người không khác là hoa. Nếu chúng ta không tưới tẩm con người xung quanh mình thì người đã khô héo. Xưa đại chúng, khô héo vật chất không sao, mà khô héo tinh thần héo dữ dội lắm. Tại vì sao? Tại vì cái đó, đó là một cái nguồn năng lượng để đưa họ lên sự sống. Tại sao những người mẹ bệnh mà vẫn khắc phục ráng nấu cơm cho con ăn? Tại vì tình thương nó khắc phục được hết. Thì ở đây Pháp Hòa muốn chia sẻ là nếu chúng ta có cái nhìn sâu một chút thì chúng ta sẽ biết tìm ra cho mình một cách sống biết ơn. Biết ơn rồi, chúng ta sẽ có một cách sống để chúng ta báo ơn. Mà chỉ cần biết ơn, báo ơn như vậy thôi thì mình sống vui vẻ, người ta cũng sống vui vẻ. Mà người ta sống vui vẻ thì người ta sống lâu. Người ta sống lâu thì người ta làm cho mình lâu. Còn mình dở quá, mình không biết thì người đó tinh thần áp đảo, buồn rầu, u uất, bắt đầu nó trở thành những khối bệnh. U uất là bệnh ung thư. Sống mà nội tâm đau khổ, không có bày tỏ ra được với ai đó, chất chứa trong lòng mà lâu ngày nó thành ra những khối ung thư, những căn bệnh. Quý vị không tin, quý vị search thử. Một người mà sống khổ đau mà ôm ấp trong lòng là dễ sanh bệnh lắm. Rồi cái người mà làm khổ họ nó cũng bệnh luôn đó. Bệnh họ là bệnh sân si, bệnh phiền não. Rồi đem cái cục sân si phiền não đó họ phun xung quanh họ.
Rồi những người xung quanh cũng sống bằng sân si phiền não mà không dám nói gì hết, cứ ôm. Họ dục là chụp, họ dục là chụp. Còn còn mình đó là chụp xong rồi dục người khác. Cho nên rồi sống rồi mình làm khổ với nhau. Cho nên uống sinh tố rất là nhiều, nhưng mà rốt cuộc là thành độc tố không? Mình tỏa ra độc tố không? Chứ không có là những cái sinh tố. Thì mong rằng tất cả chúng ta là những người tu học đạo Phật. Mục đích của Đức Phật không phải chỉ muốn truyền đạt lý thuyết để mà tìm một số tín đồ. Cái đó không phải là cái cách của Đức Phật. Cái cách của Đức Phật là làm sao truyền tải cho mọi người cái phương pháp chuyển hóa để người đó giảm khổ được vui. Và chỉ cần như vậy thôi là Đức Phật đã thành công trên bước đường hoằng pháp của Ngài rồi. Cho nên á, chúng ta không mệnh danh là pháp sư, là giảng sư đi hoằng pháp, nhưng mà cái cách sống hàng ngày của chúng ta chính là cái cách hoằng pháp hay nhất. Tại vì người ta thấy mình, trời ơi, người đó nghe pháp tu tập mà mỗi ngày mỗi thêm xinh tươi mát dịu, người ta thấy người ta mới làm niềm tin, người ta tu theo chứ. Thấy không? Muốn người ta tin mà mình không có làm gì cho ta tin hết. Ta nhìn mình càng ngày càng héo, càng héo. Hồi mới đi chùa, không đi chùa dễ thương, biết đi chùa hơi hơi dễ thương. Đi chùa lâu hết thương nổi. Làm sao vậy? Là tại mình tu nó trật lắm rồi. Mình đi chùa càng lâu thì mình phải càng dễ thương chứ. Nhưng mà rốt cuộc mình bị bao nhiêu cái nội kết, phiền não, chấp chứa, chấp ngã, chấp pháp. Chấp ngã là chấp mình, chấp pháp là chấp cái mình tiếp nhận. Rồi cuối cùng mình đem bao nhiêu cái chấp trước đó mình sống thì làm cho người xung quanh phiền muộn. Cũng như thế, mình sống mới đầu mình gặp nhau là hai người bạn trai bạn gái thương, lẽ ra cưới nhau về rồi vợ chồng sống càng lâu càng thương hơn chứ. Ủa sao kỳ vậy, sống càng lâu càng bực bội hơn, nghĩa là nó có vấn đề rồi đó. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa làm cái đám cưới cho một cái anh, hai vợ chồng không biết tiếng Việt. Cái Pháp Hòa mới nói á, hai đứa con á, mới có thương nhau thôi mà hiểu nhau thì chưa. Mà thật sự chúng ta thương nhau thì có rồi đó, mà hiểu nhau thì rất ít. Mà chính chúng ta hiểu nhau ít, cho nên chúng ta chưa đủ để làm hạnh phúc cho nhau. Cho nên chúng ta cần phải mở lòng, tìm cách chúng ta hiểu nhau để cho tình thương mình lớn. Mà khi tình thương mình lớn rồi á, cái câu nói của mình, cách hành xử của mình nó khác à. Không cần làm chuyện chi ghê gớm mà quy mô đâu. Chỉ cần một lời nói hỏi thăm, một lời cảm ơn, một lời trân trọng thôi là mình sẽ bày tỏ được hết. Người ta nấu ăn cho mình suốt buổi, một lời cảm ơn không có mà ăn suốt buổi chê, thì mình mới thấy là rõ ràng là mình không có một chút gì nghệ thuật sống hết. Không có nghệ thuật sống thì cái hoa nó cũng héo, chứ đừng nói cái hoa biết nói. Cái hoa này là cái hoa tự động, mình chỉnh dây thiều là nó cười à. Ăn thua biết chỉnh dây thiều, mà không biết sao cứ bứt dây thiều đó, nó đứng yên chỗ. Rồi, cảm ơn đại chúng đã về chùa để sinh hoạt sáng hôm nay. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn